Mua bán xe cũ gửi đến anh chị và các bạn mẫu xe Toyota Innova phiên bản 2.0V Thế hệ mới 2017 là một phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe đa dụng MPV của hãng Với nhiều trang bị thiện nghi cũng như là các tính năng hiện đại Không gian nội thất cực kỳ sang trọng và rộng rãi cho người ngồi Rất nhiều các chi tiết anh chị bạn có thể thấy qua thì chiếc Toyota Innova trước mặt anh chị và các bạn Là phiên bản đặc biệt 2.0V sản xuất là 2017 xe có màu vàng đồng một chủ sử dụng từ mới và xe có năm bánh với quãng đường 51.000 km rồi một dàn đốp theo xe mâm đúc hợp kim các chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản anh chị nhé Đấy, bạn cùng em tham quan một chút về không gian cũng như là phần phần cốp của chiếc xe cốp của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi khi mà anh chị và các bạn gặp hàng ghế thứ ba lên Đấy. Còn khi mà hạ hàng ghế thứ ba xuống thì nó chỉ là vừa đủ thôi. Rất là rộng rãi. Với hàng ghế thứ ba thì nó sẽ rộng rãi cho ba người ngồi. Đây các chi tiết keo chỉ, đinh tán ốc còn nguyên zin nguyên bản này chị ạ. Anh chị và các bạn quan tâm về chiếc xe này thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn về các thủ tục như sang tên di chuyển cũng như là các thủ tục mua xe trả góp để anh chị và các bạn có thể nắm rõ đầy đủ hơn. Đây là các chi tiết phần cánh cửa bên hàng ghế thứ hai với các chi tiết bọc lì rồi ốp vân gỗ có các phím điều chỉnh lên xuống kính cho hàng ghế thứ hai và một số chi tiết ốp mạ trôm rất là sang trọng ghế thì với hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho hai người ngồi và bên giữa có một điểm để cho anh, anh chị và các bạn à, lùi ghế để cho hàng người lên hàng ghế thứ ba có bệ tì tay đầy đủ đấy. với bản full này thì nó cũng có trang bị rất nhiều tính năng cũng như là cái phần bàn giá để, bàn làm việc cho người ngồi hàng ghế thứ hai đèn thì cũng có trang bị đèn trần đấy, anh chị nhé Đấy ta cùng đi tham quan về cánh lái. Xe thịnh có tính năng là mở cửa thông minh rồi là các chi tiết điều chỉnh gương kính lên xuống kính đầy đủ. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng đầy đủ về đàm thoại dành tay, chỉnh âm lượng rồi rất rất nhiều các tính năng, đồng hồ thì hiển thị thông tin vòng tua cũng như là các chi tiết về thông số lái. Có trang bị đề lộ màn hình giải trí điều hòa tự động rất nhiều các tính năng tiện ích cần số thì trang bị hộp số tự động là 6 cấp rồi Đấy, anh chị bạn thấy qua mọi chi tiết đều nguyên zin đây là vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé sản xuất là 2017 với phiên bản 2017 này nó đã trang bị là ghế chỉnh điện rồi anh chị ạ và ta cùng đi tham quan về không gian về động cơ, khung động cơ của chiếc xe đèn thì trang bị đèn bi kết hợp với đèn halogen các chi tiết rất là đẹp ạ từ phần keo chỉ đinh tán đinh ốc mọi chi tiết còn nguyên zin với chiếc Toyota Innova phiên bản 2.0 V này thì nó có sử dụng động cơ đua v VTI 2.0 van kẽ van biến thiên kép cho công suất tối đa là 139 mã lực mô men xoắn cực đại đạt là 183 Newton Cần uh, xe có trang bị hộp số kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoàn toàn mới cho cái khả năng vận hành cực kỳ êm ái và mạnh mẽ. Vâng vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin báo giá đầy đủ chi tiết về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0V sản xuất là 2017. Hiện đang giao bán với mức giá là 679 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe lăn bánh với quãng đường 51.000 km, lốp theo xe một dàn. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua bán xe cũ. Và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.